Bạn bây giờ là gần 5:30 sáng ngày 29 đó. Bây giờ mình thấy là mình đang ở chỗ McDonald Biển Phủ ha, một trong những địa điểm mà tập kết rất nhiều bạn bây giờ mô tô để mà mình đi tour đó. Đây thì bây giờ mình sẽ ăn sáng một tí, sau đó mình sẽ thành mình ra thẳng Phan Thiết ha. Thì trong cái chuyến đi này thì mình sẽ có mang một số thứ thì mình sẽ review ở rồi trên tay cho bạn xem coi là như thế nào ha. Như đây, đây là một trong những cái món mình nghĩ là không thể thiếu, cái quạt nóng quá các bạn, quá nóng. Đây quạt này đó, thấy lợi hại không, xoay được luôn nè, thấy chưa đó, xoay tới xoay lui nè đó, mà mát lắm bạn. Sẵn tiện thì mình cũng sẽ có một cái con loa ở đây là con Bose Soundlink Flex ha. Con này là dành cho những bạn nào mà thích nghe nhạc, vừa chạy xe vừa nhạc các, hoặc là bạn đi camping á. Con này là chống nước nha, đặc biệt đó là bạn lặn xuống nước á không có chìm, nó nổi, thì đó là cái điểm mạnh của con Bose này mình nghe nhạc. Và mình cũng đang dùng cái mic mới của bên nhà Saronic á, mới nè. Đây mình đang ra bằng cái mic đó cho bạn xem thử ha, coi chất lượng như thế nào. Ok, đây là phía sau đó, giáp nè, nón các kiểu để mình đi cho nó an toàn. Bây giờ mình dừng chân xíu ha, rồi mình sẽ liên tục lên đường. Tại các bạn qua hoàn cảnh 5:30 sáng nè, xe mình đằng kia rồi, chưa xe mình đằng kia. Trời ơi. Đây buổi sáng của mình bạn, một chiếc hamburger thịt nướng đó. Đây rồi, 5 năng lượng đó, 5:30 sáng rồi phải không, thế trời sáng lẻ gần thủ ăn bạn. Đúng ra là lộ trình mình nó là 4 giờ mình đây rồi, nhưng mà có chút sự cố nên là 6 giờ mới đi. Chiếc mã của tôi, đồ đây đó. Đây mình xài cái túi chống nước của Protect ha, còn có cột thêm một cái máy nữa đó, và cái cộng dây đàn này thì cái cộng dây là của Enderwiston đó, cộng này cũng mắc tiền bạn, cộng cũng hơn 700.000 á đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi một phát tới tiệm bánh canh cua ở Phan Thiết, mình sẽ quay tiếp cho bạn coi ha. Thì trên đường mình có gì hay ho thì mình sẽ quay cho bạn coi. Rồi let's go. Bây giờ là 10 giờ nha, mình đã còn ở Phan Thiết, bây giờ là kiếm cái gì đó bỏ bụng. Đây đây là bánh canh tôm hùm đó. Bạn nào mà có đi Phan Thiết, đi Nha Trang thì phải biết cái quán này nha, không biết là phí cả đời á. Đây đây là con tôm hùm baby các bạn đó, đây tôm hùm đây, chào. Này là tôm hùm riêu nha, tôm hùm pha ke nha.
Đây đó, hấp dẫn không? Sắc luôn. Rồi. Kiếm đi. Quất. Giờ là quất đúng không? Sau đó mình nghỉ ngơi xíu ha, sau đó mình sẽ tiếp tục thẳng tiến. Rồi, có gì hay hôm sẽ quay tiếp cho bạn coi nha. Bây giờ là 11 giờ rưỡi trưa ha, thì mình đang trên đường vào Bầu Trắng đây, nhưng mà phía sau nắng các bạn, nắng nóng quá mệt buồn ngủ đó. Bây giờ mình tấp vô một quán cà phê đây ha. Bây giờ sẵn vòng vòng cho bạn xem coi là cái view quán cũng như là cái những cái đồ mình mang theo trong cái chuyến đi thời tiết ngày nay coi như thế nào ha. Rồi thì đây là cái chiếc xe của mình các bạn ha, đó đi sáng giờ đó thì mình có theo chở theo đồ. Thì cái đây là cái túi mình nói đó, cái đây là cái túi Protect nè, cái nước ha, nó chống nước hoàn toàn luôn. Và mình cũng dùng chung với combo của nó là cái kệ dây của thằng Ariston, thì riêng cái cộng dây này không là hơn 700 ngàn các bạn, cho nên là thấy đây là đây là cái logo của nó nè ha. Đó mình sẽ trang như thế này, còn đây là một cái thùng nữa đó, chở được cho chắc, cũng là chắc luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào trong cho xem cái view của quán ha. Đó, vì quán như thế này nè bạn. 11 giờ rưỡi trưa rồi. Đó. Thời tiết rất là nóng các bạn. Đấy. Đây thì mình và bạn gái mình thì không có lạnh ngồi. Thì đồ mình để đây đó, cho bạn xem sơ sơ. Rồi ha, thì còn đây là cái găng tay mình vừa mới sắm ha, đây là cái găng tay của Revic dòng Maxip. Thì đây là một cái dòng găng tay mùa hè các bạn, nó mang rất là nhẹ và rất là thoáng luôn, và phía trên này sẽ có những cái họa tiết như gọi là vân tổ ong các bạn, nên là khi bạn đeo vào á, rồi nếu như mà silicone á thì nó làm tăng cái độ đẹp của cái găng tay, nhưng mà nó bảo vệ cho cái tay bạn luôn. Và đây là chất liệu vải ha, nó sẽ có những cái đệm như thế này, cái đệm đây êm và bạn thể thao tác cảm ứng thông qua những cái họa tiết như thế này. Đó, có cọng dây ở đây mình tre móc gì đó rất là tiện. Và mình rất là thích cái màu này. Và ra thì cái đôi Maxip này bạn, nó còn có rất là nhiều màu các bạn thử lựa chọn, đeo cực kỳ nhẹ. Thì bạn nào mà quan tâm một cái găng tay đến từ một cái thương hiệu xịn, đeo mát nhẹ nhưng mà đeo vẫn có một đoạn tổn nhất định đó, thì bạn có thể quan tâm tới cái mẫu này. Theo nữa là mình cũng cần lưu ý là khi bạn đi xa thì bạn cũng cần, ngoài cái việc là bạn sắm một cái nón bảo hộ toàn tư và full face và có kính nha, thì bạn cũng cần nên có một cái như này đây. Thì đây là một cái tai nghe dành cho nóng hiểm, đó là cái con Kado S hiện tại đang là mới nhất của con Kado. Thì cái Kado này mình có mua nha, đây là mình mượn được bên bạn Đạt và có một cái nick Facebook rất là vui ha. Đó, đó hiện mình đang định cho bạn coi đó, thì cái tên vậy thôi nhưng mà bạn này rất là vui vẻ ha, rất là nhiệt tình luôn, gắn rất là nhiệt tình luôn bạn, rất là chi tiết và rất là chuyên nghiệp. Thì bạn nào mà muốn thuê thay mình mua thì giá sẽ cao, bạn muốn thuê để mình xài đi mấy ngày và nó sẽ có giá tốt thì bạn việc liên hệ bạn đó ha, hoặc là cái link thì mình sẽ để dưới phụ tả, mà thấy vào đó mình nói bác bạn của Phước Hải Phở thì biết đâu thì có giá tốt ha. Nói chung là đi chơi đường xa thì bạn nên có cái này, để mà một đó là bạn đi với người yêu thì hai bạn ngồi nói chuyện với nhau nó sẽ đỡ buồn ngủ hơn, đỡ mệt hơn. Hoặc là bạn đi với team đi nhiều người thì bạn xài cái này thì nói chuyện với nhau họ sẽ hỗ trợ nhau tốt hơn, thì bạn đi không nói chuyện dài rất là buồn ngủ ha. Và khi có những sự cố gì thì cũng không có xử lý tốt bằng việc mà có một cái tai nghe như thế này. We'll be right back.
ha. Bây giờ mình sẽ dùng cái dung dịch này, liên ô ly ha. Đây là một cái dung dịch gọi là nó sẽ giúp cho xử lý nhiên liệu và giúp tăng cái sức mạnh, đại khái là nó sẽ tăng cái octan trong cái xe đó, trong cái xăng đó bạn ha, tăng cái octan trong cái xăng. Đó, bây giờ mình sẽ chế vô ha. Chế vô xe mình. Đó. Đây, chế vô. Rồi. Chế vô, mình vừa mới đổ xăng đầy luôn bạn ha, thì mình khuyến cáo là bạn nên đổ xăng đầy. Đổ xăng đầy nha, mình sẽ dùng cái lọ này. Rồi. Đổ lọ thôi là đủ. Rồi vui ra nha. Còn ít keng luôn nè rồi. Đó. Thì cái này mình nghĩ là dành cho những bạn nào mà dù mà bạn đi đường xa á, mà bạn quan ngại vấn đề về xăng cộ á, đó mà còn xăng giả hay gì đó. Thì bạn có thể mình mua cái này bù vô cũng được. Thử nha. Rồi mình chế ha, đây nè mình chế nè. Đó, mình chế nha. Đó, cái nước nó như là một cái màu nó màu quanh cho bạn ha. Chế hết luôn, cũng được đó. Đó. Chế hết cho luôn. Đây. Rồi. Đạn. Xong. Bây giờ mình lên đường. Lên tour các bạn. Đang ha. Đây. 90.000, tay màu chỉ một mấy giây thôi. Let's go. Đã tới được cái chùa Có Thạch rồi ha. Đó là lâu lắm rồi mình đi lại chùa này các bạn, chắc là còn cái xíu các bạn. Bây giờ mình còn không có chút gì nhớ. Bây giờ mình sẽ đi lại để nhớ các bạn. Bây giờ mình đi một vòng ha. Cho bạn nào chưa biết cái chùa Có Thạch là như thế nào nè, quay cho bạn coi ha. Đây. Đó. Đây. Đây. Hôm nay là chủ nhật các bạn nên thấy là cũng khá là đông ha. Đó. Chúng ta có khách địa phương, có khách vãng lai, có đó. Thì chùa bên trên tay nữa các bạn, chùa bên chùa đây, bên chùa đây đó. Đây ha, bảy màu đây nè, hôm nay gọi là bảy màu nữa bạn.
nhưng mà tôi không thấy, tôi không thấy bạn Mão đâu hết. Và thấy là ở đây là tắm cũng rất nhiều ha, đó bảy màu đây. À vậy là phải có nước hả? Đổi nha. À đây nằm đây đó bạn, đó xuống đây, đó đây chụp hình nhiều lắm nè, đó đây cái này gọi là bảy màu nè, mà tôi chả biết bảy màu là chỗ nào luôn. Có rảnh nào đếm không hả? Đây kia là bãi đá nhiều màu chứ thôi bảy màu đâu nè, đây có được mấy màu không đếm rồi. Nước dần lên mấy nha. Tao leo tao, em leo tao luôn, leo luôn đi, leo luôn. Chưa hả? Đó bạn, bây giờ là 5 giờ chiều ở Phan Rí Cửa. Thì bây giờ mình sẽ đi dạo biển nha. Từ cái biển này, từ khách sạn mình thì cũng gần thôi. Đây là phía sau mình ha. Đó, giờ đang đi dạo biển. Rồi, mình đi dạo biển với bạn gái mình. Đó, coi thử ở biển Phan Rí Cửa như thế nào nha. Đây bạn, đây là cái đường xuống cái bãi biển á, để mà mình đi dạo chiều ngày hôm nay nha. Thì các bạn em thấy là người dân địa phương rất là đông, đến biển buổi chiều bạn đó. Thì hôm nay mặc dù là ngày lễ chủ nhật thôi, nhưng mà mình thấy là người dân đến biển phần lớn là dân địa phương thôi, chứ nếu mà rồi dân Sài Gòn hay là dân tứ xứ khác tới chơi thì ít lắm các bạn. Bây giờ mình thấy được gió biển nè bạn. Ồ, quá biển đây, biển chiều Phan Rí. Wow, đó quá, các bạn có nghe được không nha. Đó, trời ơi. Đây bạn ơi, đây là gió biển của chiều Phan Rí nha bạn. Wow, quá mát luôn. Quá trời mát. Quá mát luôn. Quá trời mát. Đây bạn ơi, rất gió. Thấy không? Thấy không? Gió thổi 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 bay thấp luôn. Là lâu mà mình có cái giác gọi là đi biển các bạn. Trời ơi, gió mạnh đi. Hoài không có biển lúc 5 giờ chiều. Trời ơi. Biển đã lắm bạn. Đó mà. Mình thấy là nó cũng không có sâu lắm ha. Nói chung lắm cũng được. Sạch sẽ. Nhưng mà đồ bạn mình không mang dép các bạn. Con giày. Trời ơi. Gió quá. Rồi, con gái mình xuống nước rồi. Trời ơi. Trời ơi. Đây. Rồi mình chưa giờ ăn thử cái mì Quảng Phan Rí như thế nào nha. Các bạn đã
đã xong món mì quảng ở Phan Rí. Bây giờ mình sẽ đi ăn tráng miệng các bạn. Thì cái món tráng miệng mình ăn đây là cái món lại đường thôi đó, nhưng mà được quảng cáo là rất là ngon. Bánh lăng nha, bánh lăng đó. Bánh lăng đây, đây đá còn nghi ngút rồi bạn đó. Đá nghi ngút luôn. Giờ ăn thử nha, thử coi ngon không nha. Bánh lăng này, bánh lăng, bánh lăng, bánh lăng. Bây giờ là gần 8:30 tối nha, chủ nhật ở Phan Rí cửa. Giờ đang tấp vô quán cà phê ngồi uống nước rồi. Đó. Quán cà phê, cái view như thế này nè. Đó. Nước thì mình chưa uống thử nha, nhưng mà thấy giá nước này thì cũng rẻ lắm. Ok. Giờ uống thử nha, nó như thế nào nha. Được. Ngon nha. Chất lượng nha. Này là món gì đây? Này là món sữa tươi chân châu đường đen nè. Ngon. Đây còn đây là cái cà rô của mình nè. À, cà rô của mình nè. Gắn gắn cho hai cái. Giống bây giờ truyền thống vậy. Hả? Hả? Giống bây giờ truyền thống. Đó bạn, bây giờ đang mình đang ở Hàm Tân ha, bây giờ cũng đã hơn 4:00 chiều rồi. Đó đây mình là giá mình tắp chụp cái xăng đó, rồi uống nước nghỉ ngơi xíu rồi đi tiếp. Đây, đây là chiếc mã của mình ha, đó, đi 3 ngày Phan Rí cửa bạn. Đây, đó, đây là toàn bộ gear một set đi chơi của mình trong 3 ngày lễ đó. Giờ đây này nó lại ha, một cái túi chống nước Trotec này, cái dây ràng của Aeroviston. Rồi có 2 cái nón của AGV KSV, rồi 2 cái cado. Đó, cái này phải có các bạn ha, để mình liên lạc nói chuyện dễ hơn, đi không buồn ngủ. Rồi, đó, mặc bộ giáp của Revit luôn, rất là an toàn.